đau và tổn thương xương. Theo The Sun, có tới 70% bệnh nhân mắc bệnh u tủy có triệu chứng đau nhức xương. Vấn đề này được mô tả như một cơn đau âm ỉ hoặc đau nhức, thường cảm thấy ở lưng dưới hoặc xương sườn. Cơn đau là do các tế bào tích tụ ở một số khu vực nhất định, với các tế bào lớn làm hỏng xương, đôi khi có thể dẫn đến gãy xương hoặc gãy xương. Mệt mỏi. Các chuyên gia cho biết, khó thở và mệt mỏi có thể xảy ra do bạn không có đủ tế bào hồng cầu. Họ giải thích, điều này xảy ra vì có các tế bào plasma bất thường trong tủy xương của bạn. Các tế bào bất thường làm hỏng xương và lấn át các tế bào máu bình thường. Nhiễm trùng. Nếu bạn bị u tủy, bạn có thể dễ bị nhiễm trùng hơn, bao gồm cả nhiễm trùng ngực. Khi bạn bị nhiễm trùng, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để khỏi bệnh. Điều này là do bạn không có đủ tế bào bạch cầu khỏe mạnh để chống lại vi khuẩn hoặc virus. Thay đổi ở thận. Đây thường là một triệu chứng xuất hiện muộn hơn trong bệnh u tủy và xảy ra khi một lượng lớn protein kháng thể được tạo ra bởi các tế bào plasma bất thường có thể làm hỏng thận của bạn khi nó đi từ máu vào nước tiểu. Điều này có thể dẫn đến buồn nôn, chán ăn, sụt cân, mất nước, mệt mỏi và thiếu năng lượng, sưng mắt cá chân, bàn chân và bàn tay. Bầm tím và chảy máu. Những vết thâm tím và chảy máu bất thường có thể xuất hiện do một lượng lớn tế bào plasma trong tủy xương dẫn đến ngừng sản xuất tiểu cầu. Tuy nhiên, triệu chứng này khá hiếm gặp ở u tủy.